Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của ô tô Đức Thiện. Em đang cầm lái một chiếc xe và gọi là rất là độc trên thị trường. Đó, nhưng mà vẫn được rất nhiều người săn tìm mua. Đó là chiếc Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara nhập Nhật. Nó khác hẳn với cái bản Vitara thường nhập châu Âu quý vị nhé. Chiếc này là Grand Vitara đời 2014 nhập Nhật, xe sử dụng máy 2.0 và dẫn động hai cầu. Một cái mẫu xe cực kỳ bền bỉ và khỏe khoắn, rất phù hợp với bác nào hay đi đường trường và hay đi địa hình. Form dáng cực kỳ đẹp, thì sau đây em sẽ mời quý vị cùng đi về tổng thể lô quan sát chiếc xe. Vâng, xin mời quý vị cùng đi về tổng thể lô quan sát chiếc Grand Vitara này. Chiếc này sản xuất và đăng ký lần đầu 2014, nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản. Đấy, mời quý vị cùng đi tổng thể về form dáng chiếc xe nhé. Vừa rồi cầm lái chiếc này thì cực kỳ chắc chắn mà đi cực kỳ bốc luôn quý vị ạ. Dẫn động hai cầu và sử dụng động cơ 2.0. Đấy, form dáng rất khỏe quý vị nhá, rất bền luôn. Màu xám rất đẹp, khỏe. Đấy, xe trang bị lốp sơ cua treo phía sau, đậm chất địa hình thể thao luôn. Đời 2014 nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản, Grand Vitara. Chất lượng xe thì bên em cam kết luôn là xe không ngập nước, không tai nạn, máy móc zin. Quý vị đánh giá hãng kiểm tra thoải mái. Dòng này nó là dòng thiết kế để riêng để đi địa hình và đi đường trường. Nên là rất là đẹp. Mời quý vị cùng vào bên trong phần cốp xe. Đấy, cốp thì rất là rộng, cao. Đấy, cửa đóng chắc nịch luôn. Đấy, một mẫu xe thiết kế ra để đi địa hình. Mẫu nhập châu Âu, máy nhỏ và chỉ có một cầu thôi. Đấy, dàn lốp vừa mới thay một dàn lốp mới tinh nhá. Đời 2020, rất mới. Đấy, Grand Vitara made in Japan. Nhập Nhật nguyên chiếc luôn. Đấy, sau đây mời quý vị cùng vào bên trong khoang nội thất ạ. Đấy, vâng, Vitara nhập Nhật 2.0. Đây, xe trang bị gài cầu điện luôn, rất hiện đại. Gài cầu điện, điều hòa tự động, màn hình Android đã được lên và cam lùi. Đấy, hai cổng sạc 12V và chế độ AT Power. Đấy, xe rất mới quý vị này, vô lăng nguyên bản, nó vẫn còn cái độ sần nhá, cầm rất là chắc tay. Xe chạy được 7.7 vạn. Quý vị nhìn vô lăng này, rất mới đấy ạ. Mặt táp lô này. Nói chung xe là rất là chất lượng, rất bền. Đó. Nhập Nhật nguyên chiếc. Đeo chỉ đây. Nguyên bản luôn. Chủ đã dán thêm những cái này để chống mồn, rất là tốt. Ghế thì xe được lên một bộ ghế da màu cam, rất thể thao. Chất xe rất mới quý vị nhá. Và cái dòng này quý vị vận hành không lo về hỏng hóc gì cả. Nó thiết kế ra rất là bền. Đây, xe sử dụng động cơ 2.0, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đi rất khỏe. Máy rất sáng quý nhá, nổ rất êm luôn. Đấy, rồi ốc ác ở keo chỉ này. Nguyên zin hết đấy ạ. Chiếc này là Vitara đời 2014 nhập Nhật, máy 2.0 hai cầu. Bác nào quan tâm thì cứ liên hệ đến hotline em để trên màn hình hoặc qua trực tiếp địa chỉ là ô tô Đức Thiện, số 10 Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội để xem trực tiếp và lái thử chiếc xe này. Em xin kết thúc video tại đây. Nếu các bác thích hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ ô tô Đức Thiện ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.